Xin chào các bạn, mình là Khoa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái app cực kỳ xịn sò giúp cho các bạn có thể xóa được những cái chủ thể vật thể bị thừa khi các bạn chụp một tấm ảnh. App này miễn phí và có trên cả hệ điều hành Android và iOS. App mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong video này có tên là Snap Edit và app này các bạn hoàn toàn có thể download được trên cả hệ điều hành Android và iOS. Đối với hệ điều hành Android, các bạn vào cửa hàng Google Play để tải và đối với hệ điều hành iOS, các bạn vào App Store để có thể tải về đây chính là giao diện chính của cái app vì đây là app miễn phí cho nên nó sẽ có quảng cáo chúng ta tắt quảng cáo đi mà cách nhấn tiếp tục để ứng dụng snap edit rồi các bạn nhấn thêm ảnh ở đây có hai tùy chọn ảnh hoặc là camera nếu như các bạn đã có sẵn ảnh trong thư viện rồi thì các bạn click vào ảnh và nếu như các bạn chưa có ảnh các bạn muốn chụp ngay bước này thì các bạn nhấn vào camera còn mình thì mình đã có sẵn ảnh trong thư viện rồi nên mình sẽ chọn vào ảnh rồi ở đây mình sẽ chọn một tấm ảnh nào đó để có thể chỉnh sửa demo rồi mình thử chọn bất kỳ một tấm ảnh này rồi như các bạn thấy ở đây là một tấm ảnh và phía sau một cô gái và phía sau có ba người và những cái người này mình muốn xóa những cái người này đi thì đối với cái app này các bạn có hai cách làm một là các bạn có thể sử dụng tự động AI hai là các bạn có thể sử dụng cọ bây giờ mình sẽ sử dụng tự động AI trước bạn click vào icon tự động AI rồi bây giờ chỉ trong vài giây thì cái app edit đã tự nhận diện được có ba đối tượng bao gồm cô gái này và phía sau là có hai người các bạn click vào ba đối tượng được nhận dạng để sổ ra những cái người mà cái app này nó nhận diện được rồi ở đây có ba người bây giờ các bạn muốn xóa người nào thì các bạn chỉ làm click vào cái hình tròn trước cái người đó bây giờ mình muốn xóa hai người phía sau mình click vào cái ô tròn của hai người này thì lập tức hai hai người này nó đã được chọn và nó được bôi rõ lên và các bạn nhấn xóa để xóa hai người đó đi như vậy là hai người đó được xóa cực kỳ nhanh chóng và nếu như các bạn không muốn xóa các bạn muốn trở về lại bước trước thì các bạn có thể nhấn vào cái icon undo hai cái icon này tương tự như hai cái icon trên các phần mềm cho máy tính mà các bạn dùng đó là undo và redo hai icon này cũng giống y chang hoặc là các bạn click vào icon trên cùng này icon trên cùng này nghĩa là khôi phục về cài đặt gốc lại lúc ban đầu rồi bây giờ sau khi đã sử dụng ai rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục bằng cách sử dụng cọ mình tắt cái này đi rồi mình sẽ sử dụng cọ bằng cách click vào icon cọ rồi ở đây các bạn có thể điều chỉnh to nhỏ của cái đầu bút bằng cách kéo qua trái là cái cỏ sẽ nhỏ lại và kéo qua phải là cái cỏ sẽ to lên. Và như các bạn thấy thì những cái người phía sau của bức hình này nó khá là nhỏ. Cho nên mình sẽ chỉnh ở mức cỏ vừa phải thôi. Còn nếu như cái cái chủ thể của các bạn trong các cái hình của cái chủ thể của các bạn mà nó to thì các bạn có thể chỉnh cái đầu cỏ đầu bút nó to lên. Rồi sau khi đã chỉnh được cái đầu bút thì các bạn chỉ việc tô lên những cái đối cái vùng những cái đối tượng mà các bạn muốn xóa. Bây giờ mình đã tô lên được ba người phía sau này và các bạn nhấn vào icon xóa rồi những người đó là được xóa cực kỳ nhanh, cực kỳ xịn sò luôn, không cần phải sử dụng những phần mềm phức tạp, vì đây là phần mềm miễn phí nên nó sẽ có quảng cáo, nhấn đóng để tắt quảng cáo đi. rồi như vậy là các bạn đã xóa được những cái chủ thể, những cái vật thể, những cái đối tượng bị thừa trong tấm ảnh và bây giờ các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tấm ảnh này để post lên trên các mạng xã hội hoặc là các bạn có thể lưu vào máy bằng cách click vào icon lưu ảnh, đóng quảng cáo đi. rồi như vậy là các ảnh của các bạn đã được lưu cực kỳ nhanh luôn đúng không? App này cực kỳ xịn sò và đặc biệt là app này được miễn phí, không tốn phí. Ok, mình xin kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.